Agribank đang cung cấp các cái sản phẩm dịch vụ mobile banking sau cho khách hàng. Thứ nhất là sản phẩm dịch vụ SMS banking, là sản phẩm dịch vụ mà cung cấp cho khách hàng các cái chức năng về vấn tin thông tin tài khoản, số dư tài khoản, lịch sau đây lịch sử giao dịch tài khoản, thực hiện chuyển tiền trong và ngoài hệ thống, thanh toán hóa đơn thông qua việc gửi tin nhắn SMS. Thứ hai, một sản phẩm mới hơn và hiện đại hơn, đó là sản phẩm dịch vụ e-mobile banking. Sản phẩm dịch vụ e-mobile banking cung cấp cho khách hàng các cái chức năng dịch vụ về thanh toán, quản lý tài khoản và thực hiện các dịch vụ gia tăng khác trên nền tảng điện thoại di động thông qua sử dụng ứng dụng Agribank e-mobile banking. Ứng dụng Agribank e-mobile banking là một cái ứng dụng phần mềm và cho phép khách hàng thực hiện các cái dịch vụ thanh toán, quản lý tài khoản và các dịch vụ tiện ích gia tăng khác. Có thể kể đến một số các cái dịch vụ tiện ích của Agribank e-mobile banking, đó là chức năng dịch vụ vấn tin tài khoản, sao kê lịch sử giao dịch trong vòng 1 tháng và chức năng chuyển tiền trong và ngoài hệ thống, dùng chức năng thẻ cho phép vấn tin thông tin thẻ, thực hiện chuyển khoản trong ngoài hệ thống thông qua thẻ và một số các cái dịch vụ tiện ích khác mới phát triển như là thanh toán qua QR code hoặc là mua vé máy bay. Ngoài hai cái sản phẩm dịch vụ như tôi vừa kể trên là SMS banking và Agribank e-mobile banking thì hiện nay Agribank còn cung cấp cho khách hàng hai cái sản phẩm dịch vụ khác như là mPlus và BankPlus. Sản phẩm dịch vụ BankPlus là sản phẩm dịch vụ kết hợp giữa Agribank và Viettel nhằm cung cấp cho các khách hàng là chủ tài khoản của Viettel sử dụng các dịch vụ như vấn tin tài khoản, sao kê, biến động số dư, thực hiện thanh toán hóa đơn và chuyển khoản trong hệ thống Agribank trên nền tảng điện thoại di động. Dịch vụ tiếp theo là dịch vụ mPlus, là dịch vụ kết hợp giữa Agribank và mPay cho các khách hàng thực hiện các cái giao dịch về tài chính ngân hàng như là vấn tin tài khoản, chuyển khoản trong ngoài hệ thống, thực hiện sau khi giao dịch thanh toán hóa đơn thông qua dịch vụ truyền tiền điện an toàn để thực hiện các cái dịch vụ tiện ích trên e-mobile banking thì khách hàng cần thực hiện các cái điều kiện sau. Thứ nhất, khách hàng phải có tài khoản thanh toán Việt Nam đồng tại Agribank, thực hiện đăng ký các dịch vụ và chấp nhận các cái điều kiện thanh toán của Agribank. Đối với dịch vụ mPlus, BankPlus, khách hàng phải là chủ thuê bao di động của Viettel. Đối với dịch vụ internet banking, đối với dịch vụ Agribank e-mobile banking thì khách hàng phải có điện thoại thông minh và sử dụng kết nối qua internet. Đối với trung tâm công nghệ thông tin, mỗi sản phẩm dịch vụ ra đời đều là những cái đứa con tinh thần và việc chi nhánh thực hiện đạt được những kết quả tốt, doanh thu tốt và cái niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ của Agribank chính là những cái niềm vui, niềm an ủi và động viên tinh thần khích lệ cho cán bộ nhân viên của trung tâm công nghệ thông tin và toàn thể cán bộ nhân viên của Agribank. Trong tương lai tới, trung tâm công nghệ thông tin tiếp tục tìm tòi, học hỏi và phát triển các sản phẩm dịch vụ lớn mạnh hơn nữa nhằm đóng góp một phần công sức của mình trong sự phát triển của Agribank. Đây, em xin kết thúc phần trả lời câu hỏi của mình. Kính thưa ban giám khảo, tôi là Hứa Ngọc Diệp. Sau đây tôi xin trả lời câu hỏi thuộc chuyên đề 3 của mình. Trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay, Agribank đã và đang cung cấp rất nhiều sản phẩm dịch vụ tới khách hàng. Đối với khách hàng có nhu cầu gửi tiền tích lũy cho con đến khi học đại học, có thể tư vấn cho khách hàng sử dụng dịch vụ tiết kiệm học đường. Sản phẩm tiết kiệm học đường là hình thức gửi góp định kỳ để hưởng lãi, hướng tới mục tiêu tích lũy vốn dài hạn, nhằm hỗ trợ cho khách hàng và người thân có nhu cầu về học tập trong tương lai. Các tiện ích của sản phẩm có thể sử dụng sản phẩm được sử dụng sản phẩm để xác định số dư tài khoản, để xác minh khả năng tài chính, có thể gửi tiền vào tài khoản qua nhiều hình thức tại quầy, qua các kênh e-banking của Agribank hoặc qua ATM hoặc qua CDM, có thể được bảo hiểm tiền gửi và được sử dụng số dư tiền gửi bảo mật. Về đặc tính của sản phẩm, thứ nhất về kỳ hạn từ 1 đến 18 năm. Thứ hai về số tiền gửi tối thiểu là 100.000 Việt Nam đồng hoặc 10 đô.
Số tiền gửi định kỳ và số kỳ gửi định kỳ mỗi lần sẽ được thỏa thuận ngay từ thời điểm ban đầu. Đối với trường hợp số tiền gửi và rút